Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Video ngày hôm nay thì mình Nam này, Chiết này sẽ cùng chơi một trò chơi như thế này nhé. Bây giờ thể lên trò chơi sẽ ra sau. Đây, mọi người sẽ phải chạy từ dưới, chạy lên. Sau đó thì Nam sẽ học cái này, được chưa? Rồi đi xuống. Đây, khi mà đi xuống thì bắt đầu mọi người sẽ phải lắp cái khẩu súng như thế này, lắp thành khẩu súng, di chuyển. Đấy, ví dụ như này, mọi người sẽ lắp khẩu súng như thế này. Rồi sau đó thì là mọi người nhìn này, ở dưới này sẽ có những quả bóng bay, thì sẽ phải dẫm đổ từ quả bóng bay, được chưa? Dẫm đổ quả bóng bay, sau đó ở dưới đất này mỗi quả bóng bay sẽ có một viên đạn, thì mình sẽ lắp vào. Rồi lắp vào thì sẽ bắn đổ từ quả bóng bay kia, chưa? Muốn bắn đổ quả này tiếp thì lại phải dẫm đổ quả này, rồi mình sẽ nhặt quả viên đạn ở dưới này và bắn đổ quả kia. Rồi làm sao hai bên nhé, có bốn quả, đúng chưa? Ok. Rồi bốn quả không, tiếp tục này, mình sẽ có viên đạn ở đây, rồi bắn đổ một quả bay ở ghế đấy, một quả bay ở ghế nhé. Tiếp tục đi qua này, mình sẽ nhảy qua cái ghế này, nhảy qua cái ghế này, được chưa? Đấy, xong rồi thì bắt đầu mình sẽ xuống ở đây, rồi trường và bò, chưa? Ở đây có đạn, ba viên đạn, làm sao mà mình lắp sau đó thì mình bắn đổ ba quả. Thế là trò chơi kết thúc. Và cái này thì sẽ tính thời gian nhé, ai mà làm nhanh nhất, thời gian ngắn nhất thì sẽ là người chiến thắng, ok chưa? Rồi bây giờ thì Chiết sẽ là người chơi đầu tiên nhé. Chuẩn bị khi mà thủ mô là 3, 2, 1 bắt đầu ấy, thì sẽ chạy nhé. Khi nào thủ mô bắt đầu ấy, thì bắt đầu bấm giờ nhé, chưa? Chuẩn bị này, 3, 2, 1 bắt đầu, bấm giờ luôn. Rồi. Đấy, tiếp không? Công tác rất nhanh. Tiếp, bắn lại. Ngắm kỹ. Rồi. Rồi nhảy qua ghế, chạy chạy chạy, nhảy qua ghế. Bò. Bấm giờ nào. Tắt chưa? Đấy, của Chiết là chơi hết là 1 phút 46 giây 84 nhá. Được chưa? Nhớ nhá. Đấy, để xem tí nữa là bây giờ thì sẽ đến lượt Nam. Đó, lưu lại. Ok. Đi. Giáng bóng luôn. Rồi, bây giờ là sẽ đến lượt Nam với mọi người nhá. Mà lùi xuống lúc dưới kia thì là lùi xuống xuống. Rồi. Nhớ khi nào mà không bắt đầu là mình sẽ bấm tính giờ luôn nhá. Chết được chưa? Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Bấm giờ luôn. Rồi.
Ngắm chuẩn. Lại. Nhanh 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 nhanh. Tiếp, quả khác. Rồi, nhanh. Ngắm thật chuẩn vào. Rồi. Di chuyển, di chuyển. Rồi nhảy qua ghế. Bò. Bò sát, nhanh. Nằm xuống nhá, nhớ nằm mới bắn nhá. Thao tác à. Rồi tắt giờ. 30 phải thua. 30. Đâu. Rồi bây giờ Nam vừa mới chơi xong là của Nam là 1 phút 30 giây nhé. Được chưa? Của Nam là 1 phút 30 giây. Của Chiết lúc trước là 1 phút 46 28 gì đó. Một của Chiết là 1 phút 46, còn của Nam là 1 phút 30 giây. Như vậy Nam sẽ là người chiến thắng. Mặc dù là hai đứa khi mà bắn á, hai đứa đều lại để lại một quả. Đấy. Hẳn là công bằng nhá. Đấy, mỗi đứa để lại một quả. Mà đây là hôm nay là bọn này còn chưa ăn gian nhá. Bảo nhảy qua cái này thì bắt đầu như thế bước chân qua ấy. Chưa kể là vấn đề lúc mà bò ấy thì bọn này lại bò luôn luôn luôn. Ăn gian à. Đấy, nhưng mà thôi. Hôm nay là lúc đầu là Chiết khẳng định là Chiết sẽ là người chiến thắng. Rồi, nhưng mà Nam sẽ là người chiến thắng. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Bye bye. Hãy like và đăng ký kênh của mình nha. Bye.